Nhóm ăn nhỏ miền quê xin chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì sau một tháng mình nghỉ làm bánh bán tại nhà, mình chỉ giao những đơn hàng cho khách thôi, thì bữa nay mình bắt đầu bán lại tại nhà. Giờ cô Năm đang làm 20 gói cuốn để chuẩn bị giao cho khách nè. Bữa nay mình cũng có khách ủng hộ bánh xèo, gói cuốn, bánh khọt nữa, nhưng mà do thời gian mình không kịp nên mình không có nhận đơn. Là đưa bánh tráng, đeo bao tay vô mình lấy cái bánh tráng nó khó dữ lắm, nên nãy là để ra trước, còn không thì có người đưa vậy. Xong đưa thì không biết cuốn. Gì không biết chỉ lặt dao rồi. Chỉ lặt dao lột tép phụ việc. Chị cũng giỏi lắm chứ mà tại gì chị không biết. Gì chị không biết khiêm tốn. Thật thà khiêm tốn dũng cảm. Khiêm tốn thật thà dũng cảm như lời Bác Hồ. Chị hai mình cung cấp rau nè.
Từ nãy giờ chưa có món gì mình để trưng bày luôn á, tại vì mình giao không kịp. Với nãy làm như bữa nay khách đặt hơi sớm á, hồi lúc mẹ mới vừa đi giường về nằm nghỉ nghỉ một chút là mình mượn mẹ ra phụ luôn. Chắc mẹ mới nằm xuống đó mẹ. Ừ, mẹ mới về nghỉ mệt mà chưa gì thấy, tại giao không kịp mà chạy ra luôn. Cô Năm nữa. Cô Năm cũng đi làm mấy ngày nay. Bữa nay Dượng Năm với anh Thái múc bùn nè, cô Năm cũng phụ được. Giờ có chị Hồng mình vô phụ nè. Nãy giờ chờ đợi chị muốn chết luôn á. Quay về mẹ cái sao con? Chị Hồng chỉ mua trái cây vô ăn. Sáng nay chắc bán đắt rồi đây. Có tiền mua trái cây rồi đó. Nãy giờ ở đây nhắc chị, chắc chị nhảy mũi cũng phải vô thôi chứ chịu sao nổi. Chắc Dượng Năm kêu cô Năm quá. Hết vô rồi, mượn cắt cái vô rồi biết cho ra đây. Tâm chị Hồng cắt cái vô. Dao để ngoài kia chị Hồng ơi. Đừng cắt lá trái nha con. Nửa trái. Tại hồi còn bốn cái mình cuốn thêm vài cuốn mình chân lên luôn mẹ. Ừ. Nè làm quá chừng tép luôn ha. Tép này hơi nhỏ nên là con nào nhỏ cái mình chiên thêm. Còn con nào bự thì mình làm hai con. Đây mình có đậu phộng mình rang xong rồi đâm sẵn nè. Còn cái này tương, mình bằm miếng tỏi ớt cái mình phi cho thơm. Rồi mình cho cái tương xay vô. Mình nêm vô một miếng đường để cho cái vị nó ngon hơn. Chỉ có miếng đường thôi nha. Giờ mình cho cái tương với đậu phộng vô để chút nữa gia cho khách chấm bữa cuốn. Mặn quá, sợ ruột cay với tiêu luôn. Rồi mình cho cái đậu phộng vô. Bị rung. Rồi nó mình đổ ra cái đậu phộng này rồi mình trộn đều lên mình chấm nó mới ngon. Nó béo. Như đây là 10 cuốn. Hơn 10 cuốn. Cái bịch nhỏ này mình thêm vô miếng nữa để người kia ăn không đủ. Tham đổ nhiều quá dở đầy tới họng luôn cột cũng được với chị. Này hơi bị khó cột nha, tại vì nó quá đầy rồi. Tại nãy đổ không có canh nè. Rồi dùng tay nữa. 10 cuốn mà hai mà tới. Dạ ít hay nhiều chị? Nhiều luôn. Tại vì em sợ thiếu nên mới thêm cái này nè. À 20 cuốn chị ơi. Ờ. Thì phải rồi. 20 cuốn nhiêu đây là vừa. Bị hỏi em làm hai bịch bự là em thấy ăn dư á. Ủa cái này em cột ấy sát quá giờ không được rồi. Sao vậy? Được má. Giờ đang hồi nữa em ấy. Em đổ vô bẹ để vô cái hộp. Để nắp lại để nó mềm. Đó. Giờ mình vô xem mẹ với cô Năm gói gỡ cuốn xong là mình chuẩn bị để bỏ vô hộp cho khách nha. Thì clip của mình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà. Ai đi ngang tạp hóa 168 thì ghé ủng hộ cho mình. Tại vì tiệm bánh mình lúc này cũng buôn bán trở lại á. Chúc cho cả nhà xem clip của mình được nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì mình xin chào.